360 độ. Toàn có nam thanh nữ tú. Vô cũng phải đứng đây, đâu có lên được. Hôm nay đến Vinhome Center Park cùng với người đẹp Chi Lê, quá đẹp luôn, diễn viên Nhật Bản. Chi Trang Đệ. No Phước Thịnh. Đây đạo diễn phim Nhật Bản. Dạ, đạo diễn bạn. Quay phim, quay phim. Phim Nhật không? Đây là diễn viên Đỗ Hiệp đúng không? Đỗ Hiệp. Cameraman Kim Vĩnh, một trong những ảo thuật gia. Dạ, hay chưa? Biến từ có được thành công luôn rồi. Chuyên gia đi cô gái đúng không? Cô gái mà dùng mấy cái chiêu bông hồng tặng mấy người đẹp đúng không? Đó là hư cấu nha các bạn. Xuống rồi.